Thí chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nghề Hạ Bạc. Lời nói đầu tiên của Thí là Thí chúc sức khỏe đến mọi người ha. Ai ai cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Hôm nay Thí review cho mọi người xem cái con gà rất là lạ, gà Bạch Tạng. Cái mình nó thì trắng phao phao à, còn cái mỏng của nó thì rất là đỏ, nó chót luôn mọi người, rất là đẹp luôn. Gà này là gà nhà ba Thí nè. Ba Thí cho nó ấp như là ba Thí mẹ của con gà này là màu vàng và đất của mình. Không hiểu sao ba Thí cho nó ấp 6-7 trứng gì đó mà lại rốt cuộc rồi nó nở ra có một con gà màu trắng nè mọi người. Ba Thí nuôi nó lớn lên là nó lại trắng có phao mà lại mọc đỏ chót rất là đẹp mọi người. Thế không biết kêu tên gì, Thí chỉ kêu là gà Bạch Tạng à. Nếu mà ai mọi người biết á, comment phía dưới cho Thí biết là cái giống gà này là giống gà gì ha. Đứng bên kế bên là con gà ri đó mọi người, gà ri cũng màu trắng. Gà này là gà ba với mẹ đó, là cái giống này giống gà đất á, gà tàu á, gà màu vàng, không phải là gà ri. Gà ri đứng kế bên nhìn nó đẹp lắm mọi người. Thí dừng video ở đây ha. Thí chỉ review, Thí thấy nó ngộ và đẹp quá cho nên Thí muốn review để mọi người xem, để cùng Thí xem rồi mọi người cho cái biết là cái loại gà này là gà gì nha mọi người. Thí cũng không rành nữa, nói chung là Thí thấy nó rất là đẹp cho nên Thí muốn review cho mọi người.